Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK cùng với mod Matador. Và ở trong video tập trước đó các bạn, mình có một chuyến đi săn mấy cái linh hồn đó, mấy cái sâu đó, săn rất rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà còn thiếu một ít các bạn, cho nên là trong thời gian giữa hai tập mình cũng đã đi săn thêm để chuẩn bị cho tập ngày hôm nay. Mình săn thêm một ít nữa các bạn. Mình thì mình dọn dẹp đồ, mình cất ở trong cái room hết rồi. Và mình thấy là để summon mấy con boss ra trong cái series lần này đó các bạn, thì mình cần phải học công thức chế tạo nè. Mình thấy là nó có con boss đầu tiên nè, con thứ hai nè, con thứ ba và con thứ tư. Cho nên là mỗi một con đều cần có 50 cái mỗi một loại hết các bạn. Cho nên sẽ học cái con đầu tiên trước đi ha. Hiện tại là mình chỉ chế tạo được có một con thôi các bạn, cho nên là học con đầu tiên trước đi ha. Và vô trong để mình chế tạo luôn. Nó thì được chế tạo trong cái bàn chế tạo ở trong này nè. Đây em nói nè các bạn, đủ nguyên liệu luôn á. Chế tạo luôn một phát một. Trời xăng bữa giờ mới đủ đó các bạn. Cứ mỗi loại 50 cái, chế tạo được có một con thôi à. Vậy là trong cái series lần này đó các bạn, mình phải săn rất rất là nhiều luôn mấy cái sâu đó ha. Để mình thể tiếp tục con thứ hai nè, rồi con thứ ba, rồi con thứ tư. Con thứ tư này hình như là con cá sấu các bạn. Con này hình như là con rồng nè ha, rồng lửa. Còn con này con rùa. Và con này kêu là thần núi các bạn. Thần núi nhìn nó giống như con tinh tinh khổng lồ á, cầm cái khiên với lại cái cây xương hay gì á. Ừ, chắc là cây xương á. Và trong này chắc là cũng đã chế tạo xong rồi. Đây là các bạn. Ok, đánh em nói chắc là mình phải qua bên khu vực núi lửa đó bạn, cho nó an toàn ha. Còn măng thi con này của mình á, thì lúc mà mình đi săn á, thì em nó cũng lên được một ít level nữa nè. Mình sẽ cộng thêm cho nó sức mạnh vô các bạn, để cho em nó chiến đấu ha. Và cho nó cái bình cộng level vô luôn, để dễ dàng nhìn thấy chỉ số của nó. Được đâu đó 200 mấy điểm nè. Ờ đúng rồi, để mà chuẩn bị cho ngon lành hơn các bạn, mình sẽ chế tạo cho em nó thêm 20 bình tăng điểm kinh nghiệm lên các bạn, để cho em nó nhiều nhiều sức mạnh một chút ha, cho nó an toàn. Mình thì mình cũng chưa biết cái con bó này nó mạnh cỡ nào nữa, cho nên là chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng một chút cho nó chắc ăn hơn các bạn. Đây mấy cái bình XP còn dư nè, và thêm 20 bình thôi các bạn. 20 bình lên chỉ số tối đa chỉ số sức mạnh rồi lên thêm cho em nó chỉ số máu luôn các bạn. Để lỡ con boss sức mạnh quá nó giả không mang tiên con của mình chết luôn á thì ổn lắm ha. Cho nên là cho nó kỹ lửa một chút XP trong này một cái. Rồi, dục hết cho trong người của em nói luôn các bạn. Uống một phèo một cái. Rồi được 100 mấy điểm thôi. Và cộng thêm lên 2 năm khoảng tầm 240 cái bắt đầu mình chậm chậm lại. Đó, cái này vừa đủ thôi. Rồi, phần còn lại lên phần máu một chút stamina với lại thêm một chút tốc độ nữa đi. Tốc độ nhiều quá là nó bay chóng mặt lắm các bạn, đánh không được luôn á. Cho nên là vừa vừa thôi, chủ yếu phần máu các bạn. Sống càng dài càng tốt quan. Có gì còn bỏ chạy nữa chứ. Con tinh tinh chắc là nó không có bay được ha. Còn con này của mình bay được, chắc là có gì mà thấy không ổn là mình bỏ chạy liền. Và cái bình máu này thì có 25% thôi à. Uống vô một cái. Uống bình máu này bạn, full 100% nè. Uống vô một phát trở đầy luôn. Rồi, lấy đồ ra. Thật em nó thì còn một xịt lát trong này là được rồi đó. Và đồ linh tinh thì ok, chắc là được các bạn. Bây giờ thì mình sẽ qua bên khu núi lửa luôn các bạn, cho nó xa xa nhà của mình cho nó an toàn nha. Con nó không biết khủng khiếp được cỡ nào đây. Đánh gần nhà nó đỡ nó mà lùa vô nhà một cái, nó lùa hết mấy con đệ của mình là coi như là trắng tay luôn á. Quay trở về với tạch xuất phát nữa là mệt lắm, cho nên đi xa xa một chút. Mà sao hôm nay dịch chuyển nó lót lâu dữ anh. Và đây là các bạn, quay trở lại với khu núi lửa. Hôm nay xuất hiện cái con gì bên đây mình thấy đỏ đỏ ha. Bò ngựa ha. Ồ, có một cái bò ngựa lửa nữa ha. Đây là lần đầu tiên mình thấy mấy con bò ngựa lửa đó bạn. Ôi, trong lúc mình đi farm nguyên liệu thì mình không thấy nó. Đây nè, bò ngựa lửa. Thử em nó thử coi. Ui, bây giờ cắn thường một phát 3 triệu đam rồi các bạn. Sau khi mình nâng map chỉ số sức mạnh lên ha. Còn con T-Rex ở phía bên đây là con Bando, hệ Bando hả. Chích lửa thử một cái coi. Ôi ôi, 3 triệu 7 đam các bạn. Mạnh hơn hẳn liền ha. Và bay lên đậu dưới đất đi, để mình sử dụng con này một phát các bạn. À, nó ở phía bên kia kìa. Con nó level 90, 310 triệu máu các bạn. Ây da. Ôi nó đánh mình có 14.000 đam thôi các bạn. Được, mình chích nó lại thì được 1 triệu 8 đam nè. Rồi 310 triệu máu. Rồi mình chích nó nè. Được các bạn, cũng được chứ không đến nổi nào. Hơi lâu một chút khoan. Nhưng được, hình như con này nó không có giảm đam đi. Nó chỉ giảm 50% đam đi thôi, chứ không có giảm đam như là cái con Phantom lần trước á. Mấy con Phantom nó giảm đam kinh khủng luôn á. Còn con này thì giảm đam hình như là một nửa thôi các bạn.
cho nên được ha. Và đúng rồi, để đánh nhanh hơn á thì mình sẽ kéo con Godzilla quá các đại tinh tinh khổng lồ qua đánh phụ nha. Đó, con tinh tinh khổng lồ coi nó đánh được bao nhiêu đam. À, 444.000 các bạn. Vậy mà lần trước nó đánh cái con gì á, con Phantom có 200 mấy chục ngàn thôi ha. Rồi mà tên né ra cho em nó đánh luôn. Đây rồi. Đó, chưa gì hết, được 30% máu của nó là các bạn. Con tinh tinh khổng lồ kia là mình chưa có cho nó lên max chỉ số đam đó. Nó mà lên max chỉ số đam nữa thì chắc là còn nhanh hơn nữa ha. Biết vậy hồi nãy mình cho nó uống vô luôn các bạn. Kéo nó theo ha, cộng với con nhện nữa. Mà sợ nhiều khi bu đông quá đánh con này nó bị rớt map á. Giống giống như kiểu con Dodo ở trong những tập đầu tiên đó các bạn. Mình đạp nó một phát nó rớt map nó mất tiêu luôn à. Con này mà nó rớt map nó mất tiêu một cái là cay đắng lắm luôn á. Công sức đi farm mấy cái linh hồn tích chữ bữa giờ mới đủ để có thể đánh được cái con này và lui ra phía đằng sau nó ha, đứng ở phía đằng sau, một con ở phía đằng trước, một con đứng phía đằng sau để mình chích nó để góc nhìn để cho nó đẹp. Là nó đang đánh nha, góc nhìn thì không có điều khiển được cái con này á, chỉ có xây được cái camera nhìn cho đẹp thôi à. Mà con tinh tinh này nó lại lâu lâu nó ném cục đá nó bóp lắm đó, 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 đó. Ném cục đá cái nó đẩy thuốc đâu ra phía bên ngoài á, vô trong khu rừng cây nó chích gãy cái cây luôn đó. Em nói chỉ còn khoảng tầm 45% máu thôi các bạn, con này tính ra cũng không khó đánh lắm ha, chỉ là hơi dài một chút thôi à, trận chiến hơi dài hơn một chút chứ còn nó không có chiêu gì đột biến hết à, nó không có cái chiêu mà đánh mình văng khỏi lưng thú ha. Nó thấy nó có cái hiệu ứng gì nè các bạn, điện gì đó xanh xanh á, xanh xanh mà nó không có văng ra khỏi lưng thú cho nên là cũng an toàn. Nó mà có chiêu đánh văng ra thì hơi bị căng á. Vậy mà mấy con nhiệt tinh tinh khổng lồ đó bạn, mấy con rồng điện đó, nó lại có chiêu đánh văng ra rất là nguy hiểm, cứ văng ra là con này nó đánh mình chắc là chết, nhưng mà không văng thì sao, chắc là cứ đánh tới thôi. Không biết là mấy con boss sau này, nhưng con boss thứ hai đó bạn, boss thứ hai, boss thứ ba rồi boss thứ tư á thì nó có chiêu đánh văng hay không mình cũng chưa biết, nhưng mà đánh văng thì hơi căng. Nếu mà đánh văng ra thì mình sẽ ra lệnh cho mấy con đại của mình tấn công thôi là được các bạn. À, đứng ở phía bên ngoài ha, chỉ đạo ra lệnh cho tấn công thôi. Và đây rồi, còn 50 mấy ngàn máu hả bạn. Trời, ngồi nói linh tinh một hồi thôi là được mà. Nó sắp sửa ra đi rồi, để góc nhìn này nhìn đẹp nè. Đó, nó lại cho ăn cục đá, góp mình rồi. Chặn đường luôn, đúng rồi. Một hàng ở phía đằng trước, một hàng ở phía đằng sau. Con tinh tinh của mình thì cũng nửa cây rồi các bạn. Nhưng mà con Manticore này không xuyên nhây á. Manticore được nâng chỉ số máu nhiều rồi, bây giờ thì không thấy nó suy xuyển luôn á. Rất là cứng luôn. À lôi ra phía đằng sau, chết một cái mà còn 7 triệu máu, 5 triệu máu nè. Mình sẽ cố gắng lắp hết nha. Xem coi được đồ gì từ nó đây. Đây các bạn. Ui. Sau khi chết xong mình còn nghe giọng nói của nó nữa các bạn. Còn con tinh tinh như của mình nó quạo quá, nó đánh hoài luôn kìa. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ôi, mình nghe giọng nói của con boss đó bạn. Và nhận được thấy có cây cung. Đấy, cây cung màu đỏ nè. Cây cung này là super bạn, Parador super. Cây cung này hình như là sử dụng được mũi tên màu đỏ nè. Còn mũi tên màu xanh hình như là chỉ sử dụng cho cây cung màu xanh thôi á. Được 10 mũi tên đó các bạn. Với lại cây xương. Cây xương này là để sử dụng cho Crab Parador boss T2 các bạn. Và mình đang đói để ăn vô một cái à, sử dụng vật phẩm để grab. Còn bên đây là cây xương nè, cây này có đam hình như là vũ khí của nó đó bạn, phải không? À, đây, đây, đây. Cái cây xương các bạn, cái cây xương này là mình có thể cầm lên được luôn nè. Ôi à, cái cây vũ khí hồi nãy của nó nè. Và mình có được thêm một cái vật phẩm này là để summon ra nè bạn, summon ra mà có thể sử dụng tinh ngủ để thể spam nó được luôn nè ha. Để lát mình sẽ thử thôi, triệu hồi nó ra thử các bạn và xem coi cây này có công dụng gì đây. Mình sẽ tìm con gì đó mình đập thử các bạn. Ai chà, con bọ ngựa phía bên trên đúng không? Đây rồi, đây rồi, con ngựa này hả, lại đập cho nó phát méo lên, đập cho một cái nè. À, đập có tăng turbo các bạn, một phát 1.000 đam á. Rồi vậy đập nó luôn, con này tiếc quá là vẫn có 100 thôi à. Đập luôn, đập luôn, dồn dập luôn. Nó cũng có hiệu ứng điện này các bạn, điện xanh xanh nè, giống như hồi nãy nó đập cái con đại của mình á. Và đập con này, ôi đập tới chết thằng nhỏ luôn á, quá dữ dội. Và mình bị dính hiệu ứng gãy xương của cái con quỷ bò nè. Uống cái bình máu vô một cái ha, cho hồi phục lại.
25% này, uống vô luôn cho rồi đi. Mấy bình máu 25 50% các bạn, mình để cho cái bàn của mình nhiều lắm. Mà đây thì có chiêu gì không? Chuột phải không có thật. Cái cây này không có chiêu hết á. Ờ cái này là nằm xuống. Ây da. Chỉ có đánh thường thôi và thử xem coi nó có công dụng chặt cây hay gì không. Có thể đập để lấy gỗ được các bạn. Cũng bình thường á. Lấy bình khác, lấy phần gỗ nè. Còn mấy cây xương rồng này thì đập chắc là được xương rồng. À, đập đá thôi có được không ha? À, đập đá không được các bạn. Cây này chỉ là đập được gỗ thôi à. Đập berry không được. Đập được gỗ thì được khác thôi à. Ok. Và bây giờ thì xong nhiệm vụ rồi. Cây này thì chắc là không sử dụng được rồi. Một vật phẩm để chế tạo và cây cung. Đúng rồi, thử cây cung các bạn. Cây cung này thì màu đỏ luôn nè ha. Màu đỏ rất là hợp với bộ giáp của mình luôn á. Lần trước có element mà mình chưa có chế tạo cái nón các bạn. Vẫn đòi cái nón này nè. Cái nón này được cái là để góc nhìn thứ nhất á. Nó không có bị dướng díu như là cái nón của công nghệ test. Công nghệ test nó hay bị dướng dướng cái viền ở phía bên trên bạn, với là cái phần ở phía bên dưới nè. Nhưng mà lát nữa mình cũng sẽ về chế tạo đi ha. Mình có được, ui, sau khi đánh xong con đó hình như cũng được cái tấm element nữa hay sao đó bạn. Lên 300 mấy tấm mà nè. Trời ơi, nãy không để ý luôn á. Nhận được thêm cái linh hồn của con mấy con kia nữa. Và nhìn kỹ thì cũng không có gì mới hết các bạn, chỉ có được cái này thôi à. Bây giờ thì mình sẽ cho con em này về nhà đi ha. Gửi con này cho chắc ăn nha. Rồi, ok. Và bấm sử dụng một phát. Hy vọng là được con level cao cao một chút. Và chạy ra xa xa một cái. Qua cho là nhìn đây. Trời ơi, level có 40 thôi các bạn. Oh my god. Chỉ số đam của nó có 6 điểm vậy các bạn. Trời ơi, chỉ số máu của nó có 2 điểm thôi à. Và đang chạy đi tấn công con gì á. Và nó ăn cái banana các bạn. Trái chuối kìa ăn. Banana thì banana xem này, đây 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 đây, ăn cái chuối. Ôi còn có 5 cái linh hồn Paradoxo á. Hình như mình hết Paradoxo luôn hay gì rồi đó. Sao đến mình về coi coi có không. Mình lấy mình chế tạo bạn. Hy vọng là còn dư nhiều nhiều chút. À, về tới căn cứ rồi. Ây chà, con tinh tinh khổng lồ của mình nó về tới đây rồi. Mình sẽ để con Mantico phía bên này đi ha. Và tinh tinh khổng lồ xong nhiệm vụ để ở đây luôn. Em nó cũng nửa cây á bạn. Mình sẽ cho em nó uống một cái bình máu vô luôn đi ha. Ở trong người của nó có ba lá sâu này các bạn. À, 9 cái hả? Ờ, vậy là đủ các bạn. Đủ để có thể thu phục được cái con kia rồi. Vậy rồi. Ừ, trái chuối chắc là chế tạo phía bên đây này đúng không? Bỏ trong này luôn. Trái chuối, bấm một trái thôi. À, được này các bạn. Và con đó không biết tầm yên chửi không? Con đó thì nó tên là cái gì quên rồi. Coi tên là con boss thử xem coi. Nó là thần núi đó, thần núi mô các bạn. Trời mày, à, còn có yên chửi nữa nè. Cần có yên chuỗi và cần có 10 cái Paradoxo nữa. Chắc là được chế tạo bên đây thôi. Và nó ở đây nè. Đúng rồi, bấm một phát ra. Ây, đủ nè, hình quá. Vẫn đủ các bạn đó. Ui, còn 40 cái trong này hả? Trời, Paradoxo mình nhiều lắm. Và lấy cái yên chuỗi ra luôn các bạn. Trời ơi, Paradoxo thì có nhiều ha. Chỉ mấy cái sơ kia là thiếu thôi à. Vậy là mình còn thiếu mấy cái sơ gì nữa ha. Trời ơi, thiếu lửa bạn, lửa với băng ha. Và thiếu Guardian Paradoxo 6 cái à, để có thể đánh được combo tiếp theo thì thiếu được rất là nhiều nữa. Phải farm rất là nhiều. Và bây giờ thì đã có đủ chuối đồ cái kiểu rồi. Mình sẽ quay trở lại cùng với con Manticore này của mình các bạn. Thì cưỡi nó hay là mình xuống mình sử dụng cái cung. Ờ à, chắc là phải thử cái cung mới các bạn. Cái cung super này của mình thử xem coi nó bắn mạnh cỡ nào ha. Cái cung màu xanh đó bạn, Paradox là thấy xịn lắm rồi ha. Còn cái cung này nữa thì xịn lắm. Em nó ở phía bên kia thôi. Em nó thì bay không được các bạn. Cho nên là mình sẽ ở phía bên trên mình bắn xuống được á. Thì đứng trên cục đá đi. Đứng chờ nào đó cho nó vững chắc một chút. Đứng ở đây. Đây đứng cho thoáng thoáng. Đó đó. Nó thấy mình đó các bạn. Thấy mình thì bắn cho một phát. Úi chết, hụt rồi. Và đây bay ở trên. Bắn xuống phía bên dưới nó đi đi gì hay bắn hụt lắm nè. Cho nên tìm chỗ nào nó ngon ngon một chút. À đây 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 đây. Ok. cũng giảm thuốc xuống các bạn, 200 mấy turbo tuột luôn á. Rồi con này thì level 40 thôi à. Trời ơi, số mình đúng nhỏ luôn á. Phải chi level 200 mấy trở lên thì ngon quá. Con này hơi cùi thôi chạy nó, cho nó ăn cái chuối vô luôn đi. Ok, em mới đã trở thành đệ tử của mình. Lên cưỡi liền thì chắc không được rồi, có yên cưỡi nè, lắp vô em nói luôn các bạn, được thêm 200 giáp. Và con này thì đi rất là nhanh luôn bạn. Wow. Đi bình thường nè, không có đè ship nè. Còn này thì đè ship nè. Ô, nó chạy vậy. Quá vậy, có con sói. Để đây, để mình vô mình thử đam mặc định của nó luôn các bạn.
đánh tăng combo luôn hả? Đánh có hiệu ứng điện này các bạn. Đánh nhưng mà được có 23.000 nam thôi anh, do level nó thấp quá. Sau khi phục phục xong thì nó lên được level 59 mà chỉ số đam của nó có 7 điểm thôi à. Chỉ số mặc định của nó. Trời ơi, ổn quá. Đánh luôn nè, chuột phải thôi coi. Ây da, ây da, da. Chuột phải nó giống như con tinh tinh khổng lồ các bạn. Nó quăng mình ra, nó cầm nó quăng mình ra. Và đây thì quăng một phát nè, đó. Quăng mình bay lên và cho nó follow mình cái ha. Đây rồi. Ôi, nó chạy còn như hơn Vlad nữa. Con này mà nâng tốc độ lên chắc là chạy bay mát luôn các bạn. Chạy văng game luôn á. Cho nên là lên cho nó sức mạnh là hợp lý ha. Trời, nó được 193% đam thôi các bạn. Rồi ơi. Con này bây giờ thì thử chiếc ít ra. À, chiêu ít nó có cái hiệu ứng gì đó các bạn. Địch ra độc hay gì á. Đâu để mình tìm hai cái xác hồi nãy đây thôi. Cái xác này thì không có đập được nha. Hình như cái xác này là dính đi luôn rồi, không có kéo đi được. Và nó chết thì gọi là chết sấp mặt này các bạn. Nằm sấp mặt luôn ha. Vậy là con này nó có màu xanh dương, còn con này thì một xanh lá. Con thần núi tinh tinh khổng lồ nó cầm cái khiên bằng cái cục xương nha. Còn bên đây là cây xương nè, cây xương y như cái cây xương của nó cho mình luôn á. Và tìm con nào đó để mình thử cái chiêu này thử coi. Chiêu này là chiêu ít các bạn, còn chiêu cần cho anh không có, chiêu C không có. À, chiêu C có nè. Chiêu C là thu hoạch berry các bạn. À không phải, thu hoạch kiểu này là thu hoạch fiber nhưng mà được một ít berry nữa ha. Ôi nó lấy fiber kinh dị luôn á, có kìa 50 mấy ngàn rồi mà lấy gỗ được không. À, đập thì lấy không được gỗ bạn, nhưng mà sử dụng cái chiêu thu hoạch á là nó có thể thu hoạch được tháp này ha, với lại một ít gỗ luôn nữa. Hồi ôi, vừa thu hoạch cái fiber vừa thu hoạch được gỗ luôn. Con này chiên về farm rồi hay sao á. Thần núi chiên về farm rồi. Khả năng chiến đấu thì chắc là do level thấp quá. Bây giờ mình sẽ tìm con gì đó để mình thử sức mạnh của con này các bạn. Băng chi cơ thì để đây chứ không ai dám đánh nó đâu. Đây chắc cũng không có con nào đánh nổi nữa đâu. Và đây thì có mấy con của vanilla thôi. Đập luôn. À con heo đây đây. Con heo này các bạn, mình sẽ thử sử dụng chiêu xịt xịt này các. À, chiêu xịt xịt này làm cho mục tiêu bị dính điện các bạn và đi chậm lại nè. Và có thể xỉu luôn nữa. Nhưng mà đam hơi cao á. Có thể là nếu mà mình tăng sức mạnh cho cái con này nó đánh chắc là một phát chết luôn á, chứ không có kịp xỉu đâu. Và đi dọc xuống phía bên dưới này hôm nay xem coi. Có con gì đó không? À có con rắn đó các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ lên cho nó hết sức mạnh vô luôn các bạn. Con này hình như có 510.000 máu thì phải. Đúng không? Ờ 500.000 máu các bạn. Rồi rồi. Và ăn cái ăn một phát khoai tây chiên vô luôn. Và con rắn ở phía bên dưới. Bây giờ thì xuống để mình thử chiêu cái đánh thường thì 88.000 đam ha. Rồi cái chiêu xịt này thì cũng vậy luôn à. Nhưng mà xịt cái nhanh lắm mà đánh thường thôi. Đánh thường thì hơi chậm ha. Còn chiêu này thì làm liên tục luôn bạn, nhảy đam liên tục luôn nè. Làm cho mục tiêu bị dính hiệu ứng điện nữa. Và chết rồi. Level 100 con rắn ra đi luôn. Phía bên dưới này thì có mấy con chứa nước hả? Đập luôn. Và đánh xong con rắn thì chắc ổi lên được ba cấp ha. Trong này có bình XP nè không? Sẵn cho uống luôn. Không có rồi. Tội fiber kìa. Thôi ơi. Siêu farm, siêu farm các bạn. Siêu farm. Con này chắc là cũng phải 1910 với lại con Terry á. Khả năng farm rất là kinh dị của nó. Phía bên đây thì được mình clear các bạn. Mình đi farm mấy cái linh hồn á. Mình đi sạch ở phía bên ngoài này hết luôn rồi. Nó chưa có spawn ra con gì mới. Ôi con này có phải bơi được các bạn. Mình thấy nó xuống mới có xuống cái thác nước thôi là nó đã muốn bơi rồi. Để lát mình sẽ cho nó xuống nước nó bơi thử mới được. Đây là con này thì nhảy thử nha. Chạy chạy nhảy luôn. Chỗ này thì nó hơi lót map một chút và nhảy một phát. Đây rồi. Có hồ nước các bạn. Có con cá sấu nè. Hồ nước này đẹp lắm. Và ồ oh, nó bơi nhanh lắm các bạn. Đó nè. Ây con này xuống biển được luôn á. Được được nha. Cưỡi con này mình có thể vừa cưỡi vừa bắn được các bạn. Nhưng mà nó khuất tầm nhìn dữ lắm luôn á. Nè vướng cái đầu á. Mình thì mình ngồi ngay ra cái đầu nó. Cái đầu nó thì bự quá cho nên là vướng lắm. Không có vừa cưỡi con này vừa bắn được rồi. Nên là đập đá được không? À, con này đập gỗ được các bạn. Chứ đập đá không được. Cái thằng núi không có đập đá được. Thằng núi không biết đập đá. À, con này thì đập luôn để mình lấy luôn cái spur của nó. Đi dọc dọc xuống phía bên dưới này thử xem coi. Có con raptor hả? Ờ raptor nhìn lạ quá ha. Đánh luôn đi. Rắn ở đây thì nhiều các bạn nhưng mà không thấy có con rắn đăng nào hết à. Để mình lấy thêm mấy cái scroll của nó mới được. Đi dọc dọc xung quanh. Ui. Nó có con rái cá.
Oh, rái cá này hơi lửa bạn. Bạn có thịt cá cho nó. Ủa, dưới bên kia có con gì vậy? À con Ripwin các bạn, Ripwin băng. Ở tập trước mình cũng có bắt một con nha. Con này qua phía bên đó thử coi đánh nó được không. Nó bay bay chắc cũng hơi khó đánh nha. Ủa có con gì nè các bạn. Để đây. Con kangaroo phải không? Kangaroo Phantom. Đúng rồi nè. Ủa ơi 33 triệu máu hả? Con này level tới tận 120 lận các bạn. Cho nên là máu nó hơi nhiều. Và con này đánh nó thì được có 33.000 dam thôi à. Thử sử dụng cái chiêu chiêu này thử à. Đây. Cũng chỉ vậy thôi á. Đánh con này chắc cũng hơi lâu á. Phải đem Manticore xuống mới được. Đây hú Manticore xuống các bạn. Manticore xuống biết tay. Nó cắn đít mình kìa. Tấn xong nó Manticore. Đúng rồi. Ây da con này đau quá các bạn. Lui lui ra một cái cho Manticore nó đánh nha. Xịt xịt cho nó một phát làm cho nó chậm lại. Để cho Manticore nó chích các bạn. Mình phải cưỡi con Manticore chứ không nó lù đù lắm nha. Ok. Đi xa xa ra phía bên ngoài đi ha. Mình kéo con Manticore ra phía bên ngoài mình điều khiển nó luôn cho dễ các bạn. Ở phía này, ừ, phía bên này có con Spinner nữa nè. Spinner thì sẵn mình đập nó luôn. Ok. Bây giờ đánh được 180.000 dam thôi à. Con ngay Manticore của mình thì kéo nó ra phía bên ngoài này luôn. Đây là. Để em nó chế độ không tấn công nữa ha. Con này chắc là cho em nó về thôi bạn. Lát nữa mình sẽ về để mình thử sức mạnh của nó, em nó tiếp. Còn bây giờ thì cho em nó về nhà cái đã. Buổi tối thui, tối hù luôn rồi. Cắn một phát, đó, cắn mấy con này là 3 triệu đan các bạn. Mà mình ra lệnh cho nó đánh thì lại rất là đồ đồ luôn á. Rồi con kia thì hồi nãy là nó, à đây nè. Thấy nó xanh xanh lên đó bạn. Bắt cái ống dòm thì vẫn nhìn thấy đó. Đọc cái ống dòm lên thì vẫn xanh. Chích nó một phát này đó. Ôi, mình cưỡi nó là đánh khác hẳn rồi các bạn. Còn ra lệnh cho nó đánh rất là lù đù ha. Nếu mà mình cưỡi nó mình cắn thường á thì ít ra cũng được tới 900 mấy á. Vậy là mình cưỡi nó sẽ đánh mạnh hơn. So với là mình ra lệnh cho nó. Và đó chết liền. Được thêm 50 tấm element với lại một cái radiant với lại một cây cuốc. À, cũng là cây cuốc bông hiếm thôi. Vậy là mỗi một con đều rớt mỗi một loại cuốc khác nhau ha. Có đặc điểm riêng biệt hết luôn á. Và bây giờ thì đi về thôi các bạn. Con này thì đánh xong con kia thì lên được có một cấp thôi á. Quên quên cộng sức mạnh cho nó một cái là nó lên 255 luôn á. Cho nên là phải nhớ ha. Bên đây thì có thêm cái con nha. Đó nữa nè. Mình sẽ về đúng rồi. Mình sẽ thử sức mạnh của nó luôn các bạn. Khi mình nâng tối đa chỉ số thử xem coi nó ra làm sao các bạn. Còn tinh tinh khổng lồ á. Mang thì cho thầy cho em nó về với căn cứ luôn. Mình sẽ để nó ngay chỗ cái sàn này luôn đi ha. Đây à. Vô chế tạo cho nó khoảng tầm 30 bình điểm kinh nghiệm thôi là được. Mấy con này không tấn công lung tung nha. Rồi vô phía bên trong luôn. Đây phần núi các bạn. Phần núi thì chắc phải lát nữa mình để trên đỉnh núi á thì là hợp lý luôn nè. Để xuống trên đỉnh núi. Và trong này thì chế tạo cho nó cái bình XP 30 bình luôn các bạn. 30 bình dư thì mình sẽ chế tạo luôn cái phần. Oh, thiếu thôi không đủ. À thiếu cái phần berry trắng nha. Được 19 bình thì mình sẽ cho nó uống tạm đi. Sắp tới phải farm thêm berry trắng để cho nó uống thêm. Chế tạo thêm mấy cái bình XP ha. Cũng được 300 mấy các bạn. Thôi cũng dữ dàng nha. Cầm thêm và quên nữa cho nó uống cái bình kiểm tra chỉ số vô luôn rồi ok và 254 được các bạn dòm hết cho chỉ số máu cho nó thêm một chút stamina đi ha. Bây giờ thì đi xuống phía bên dưới có này bạn địch cho nó một phát thử nha. Ồ 500 mấy các bạn à, cũng thầm tạm nha khi mà mất chỉ số như vậy nè đánh mấy con bình thường thì đánh mấy con đồ đô thì được cũng 500 mấy á. Còn chiêu địch này một phát thì cũng 500 mấy luôn. Và còn cái chiêu quăng quăng này thử xem coi có thay đổi gì không. Ừ, cũng vậy thôi á. Cộng với số đam mà đâu liên quan tới chiêu quăng đâu. Và đi dọc dọc ở phía bên đây. Trời nó bay nữa bạn. Oh, dướng vô trong một cái gờ đá cái là nó bay lên luôn á. Wow, con này thì nó rớt ngay hồ nước luôn hả. Bụm một phát. Ok. Chạy 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 hơn cái là dướng cái cục đá cái nó bay lên luôn á. Và con này có khả năng nhảy nhảy đờ nữa anh. Chạy chạy là dướng cục đá nè. Đây cho nó chạy. Ờ phía bên đây hón nè các bạn. Cho nên là cho nó chạy được á ha. Cho nó chạy thử tốc độ cao thử rồi nhảy thử. Đó lướt tới nè. Đụng cục đá văng qua văng lại. Hồi nãy mình thấy có cái con gì đó các bạn, con Twino. Cho nên là cho con này qua phía bên đó để mình đánh luôn các bạn. Đà dí à, trời ơi chạy lót má không kịp luôn á. Quá là nhanh.
Phía bên đây này thấy con Spino mà nó gần chỗ khu vực đầm lầy nè. Và ở phía bên kia kìa, đây rồi. Vô để mình sử dụng chiêu xóa mùi với nó ha. À, đang bơi không có sử dụng chiêu xả mùi được các bạn, phải lên trên bờ nè. Xả một phát, xả một phát là đi à. Bây giờ thì mạnh quá rồi ha, lên chỉ số mát rồi mà, cho nên cực kỳ mạnh. Bây giờ thì quay trở về với căn cứ các bạn, mình sẽ nghiên cứu xem coi, mình để nó trên cái núi các bạn, con này phần núi cho nên là để cái núi suốt trên đỉnh á, đó cho nó đứng ở trên ha. Lúc trước mình để con gì á, con ngựa các bạn, bây giờ mình sẽ để con này lên phía lên trên nha, phần núi này. Chắc là phải cho nó cái Dino Truck cơ vô trong này luôn một cái. Rồi chế tạo thêm một cái bàn dịch chuyển nữa các bạn. Đó, bàn dịch chuyển mình đem một phát mình bấm cái là nó dịch chuyển lên phía bên trên luôn. Lấy cái bàn dịch chuyển ra luôn. Đó, chứ còn cưỡi nó để đem lên phía bên trên này thì hơi bị căng luôn á. Trên này chỉ có mấy con bờ tre của mình thôi. Và để tuốt ở trên đỉnh này luôn. Đây, trên này nè. Vừa đủ luôn. Canh cho ngay ngay cho đẹp các bạn. Ngay chính giữa rồi đúng không? Còn mình đứng đây mình đâu có cần phải cái bàn dịch chuyển này ha. Mình chỉ cần bấm cái remote là nó lên trên này mà đúng không? Đúng rồi các bạn. Đây con này nè, The Last là cái con ốc sên đó bạn. Ốc sên của mình đổi tên nó thành The Last rồi. Ở đây rồi. Ok. Đứng ở đây thì mình quăng thử một cái nha. Quăng thử một cái bạn, nhắm ngay con đích con ngựa nè, mình quăng một phát. Ok, bắt đầu phía bên đây luôn. Và tắt đi cái ống dòm để mình quan sát đó. Đó, hợp lý các bạn. Mình dự định đó là mình làm thêm một cái tấm sàn khổng lồ bạn, hình tròn á, để mình gắn lên trên cục đá nè, nó sẽ rộng ra thêm một ít nữa là mình có thể đưa mấy con thú bay của mình đó bạn lên trên này để mình để trên này nè, cho phía bên dưới nó thoáng hơn ha, như con Angen đồ nè, mấy con Griffin bờ te đó bạn, ngựa có cánh rồi nè. Em lên phía bên trên này mình xây dựng một cái sàn khổng lồ trên này để mình đẩy tụi nó trên này là đẹp luôn á. Mấy con bờ te cũng chuyển lên phía bên trên luôn ha. Và cái con kia thì ôi cũng bị tăng turbo các bạn, máu của nó thì gần 5 triệu máu thôi ha, tăng rất là nhiều máu á, nhưng mà máu của nó không bằng con này. Con này máu điểm 30 máu ha, còn con kia thì máu của nó chỉ có 7 điểm thôi các bạn, chỉ số đam cũng 7 điểm đó, level thấp quá cho nên hơi cùi. Và xem coi để học được con boss tiếp theo á thì mình có thể học cái phần summon trong này nè. Đây, con boss tiếp theo là con rùa bạn, boss thứ hai ha, nhưng mà nó thì chắc chắn là phải sắp tới phải đi farm thêm rất là nhiều nữa mới được. Bấm một cái thử thôi. Đây rồi, rồi 41, 45, 45 và Paradoxo là mình có nhiều nhất luôn các bạn, cái này farm dễ ha. Paradoxo nè, còn cái Quicksilver 48 cái hả, trong này mình có thêm nè, bỏ vô luôn. Vậy là sắp tới cần phải có một chuyến đi farm sắp mặt nữa rồi các bạn, mới có được cái con nè, con rùa này ha. Sắp tới mình sẽ đánh thôi con rùa. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã bắt được thần núi ăn. Tiếc một cái là summon ra thì level nó không được cao lắm, cho nên nó không được mạnh các bạn. Hy vọng là lần sau mình sẽ farm thêm linh hồn để summon ra con boss rùa nữa các bạn, để đánh. Hy vọng là con boss rùa sẽ cho mình ra một cái con khu phục level cao cao một chút ha, để mình bắt mình thử sức mạnh cho nó ngon hơn các bạn. Hy vọng là lần sau sẽ may mắn hơn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng khá là dài rồi, cho nên có lẽ là mình cũng phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series ADK thì đừng quên cho mình xin một like cho video để mình biết bạn thích, mình làm tiếp cho bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.